hướng dẫn nấu súp 4 củ khoai với lại 4 củ hành. Bây giờ cục cứ còn coi. Ca sĩ cũng là con người mà, khi là lên trên sân khấu á mà nói bậy thì không được. Nó là livestream mà em cũng không nói gì bậy hết, đó là phát ngôn bình thường thôi, em không hề nói tục chửi thề. Tự nhiên cứt là bậy. Cứt đâu có bậy, đúng không mọi người? Nếu mà nói cứt là bậy thì thôi đừng đi ỉa nữa. Có vừa lòng. Có vừa lòng. Cái miệng ra thiệt á, cái miệng em mới vừa với bạn. Nếu mà cảm thấy cứt bậy. Mấy này để em chị ơi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Crystal Gamer. Thì ngày hôm nay mình với chị Khởi My sẽ sinh tồn ở trên một chiếc bè nhỏ nhỏ thôi. Liệu hai chị em mình có sống được hay không thì các bạn hãy đón xem nhé. Okay. Nè chị ơi, cái mập tới ăn em mình nè chị ơi. Tới thằng này nó rủ chị tin tưởng nó. Cái mập cắn em rồi chị mẹ. Ủa, muốn là giờ bơi vô đi đâu? Lên chị, cái mập. Ủa nó cắn kìa má ơi. Rồi bây giờ chị lấy cái móc á, chị móc đồ lại. Đè chuột là ném xa hơn á, đó. Rồi mình giờ. Giờ mình không có chút luôn mày. Phải canh me nó. Chị là khởi me mà phải canh me nó chứ. Không có chút mày ơi. Kỳ vậy trời. Phải tới gần lắm đúng không? Từ từ nha. Mình móc con cá mập vô được không? Chơi ba cái móc vô là nó ăn mẹ luôn. Nè cái này kéo. Hay chị ơi. Rồi được cái bình là được cái gì đây? Được hai miếng gỗ. Lá, trời ơi, bình không có đồ ăn mẹ gì, chắc chết trên này luôn quá. Cán đi chị. Giờ hai chị em tôi sinh tồn nè mấy bạn. Đó, chỉ có nhiêu đó đồ thôi. Alo, tôi là đệ nhất quốc sư Hoàng Kim. Chị em má. Được. Thấy mẹ rồi. Hết rồi, chết rồi, khoan, từng phải kéo dây. Lẹ mọi người ơi. Ê, mình hình như là mình sắp bơi vô bờ đúng không? Mình vô bờ luôn rồi chị. Nếu mà mình vô bờ thì mình đỡ bị nó cắn. Chị nghĩ là mình vô bờ, mình đứng trên bờ mình câu là sẽ được. Hình như ở trong bờ thì nó không có nhiều đồ để câu lắm ha. Đó. Rồi chị được cái búa rồi nè. Bây giờ cái búa này làm gì? Cái búa là để xây nhà vậy. Giờ bắt đầu mình xây nhà. Xây nhà chứ không phải đập em. Trong này nữa mọi người. Mình sắp chết rồi chị mẹ. Ê. Hình như chị thấy là chị bị thiếu oxy, mất máu. Giờ sao mình phải chạy bán thôi. Ủa chạy, em hỏi cái thuyền mình đâu rồi? Cái thuyền mình đâu rồi? À, con cá đang mẹ cái thuyền của mình. Anh kiếp rồi. Chết rồi, không được rồi. Nè, cô hai chị em qua nổi đêm nay. Không phải chị ơi, cái thuyền nó trôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Đi đâu? Chứ mặt. Ủa? Kìa. Ủa khoan, nhưng mà sao nó trôi được? Ai biết, đi bơi theo. Ơi, bơi cái nào chết không? Cái mập có ổn phải. Ơi, nó cắn em. Cảm ơn Lưu Nguyên. Ui, nó không cắn chị, nó cắn em ư. Mày cắn chị My đi. Đấy. Trời ơi, nó cắn nhỏ kìa mọi người. Chết rồi, em sắp chết rồi chị ơi. Chết rồi. Thằng nhỏ. Thôi thôi. Chết mẹ rồi. Vậy giờ sao hồi sinh? Khoan, cái chị hỏi là giờ sao hồi sinh mấy đứa? Nó hồi sinh anh thiện kìa. Hồi sinh anh thiện là mất hết đồ đúng không? Đúng vậy, không còn quần gì hết. Trời ơi, thấy rồi. Có là chết. Cắn chị. Lẹ chị. Trời ơi.
ha hồi quỷ. Bây giờ mình ăn. Alo, tôi là để giúp quốc sư Hoa Kỳ cố gắng tối cao. Bên này đốt sao? Cái máu nè, ôi. Anh Được ơi, lên đi anh Được. Trời ơi, tôi sắp chết rồi. Lên vậy. Ủa sao không lên được vậy? Ủa kỳ vậy, sao Được lên được? Ôi. Trời ơi. Ê, chị Đâm nó được nha. Chị Đâm nó xịt máu nha. Để chị chết đây. Anh Được. Cắn chết nha anh Được. Trời. Anh Được không sợ chứ anh Được không? Nãy nó sát đứt chị luôn á. Trời ơi anh Được hay lắm. Đừng có giỡn với anh Được. Chạy bắn nó chị. Đâm nó chị. Hay. Trời ơi giỡn hả mày chó. Đem câu cá cho chị ăn. Số 1. À, lấy cái ly múc nước xong rồi bỏ vô. Chờ này nó nấu xong mới được uống. Trời bị bão nữa kìa má ơi, bão nha, bão biển nha. Ủa. Ôi trời má ơi. Bão biển nha. Thấy mẹ ơi. Bão biển nha, quý vị ơi. Nặn cá lên cái ăn cứt luôn. Giờ sao vậy chị mẹ? Cái bè này em thấy là nó xong rồi đó. Để chị, trời ơi. Nó phá là chị sửa. Phía sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của con phụ nữ nha mọi người. Người phụ nữ. Chị kêu con phụ nữ, chị làm như em là con khỉ, con bò. Con phụ nữ đứng ở phía sau. Ủa sao kéo kỳ ta. Khi mà mình làm cái bè bự đó đó mọi người thì mình câu nó sẽ dễ hơn. Ôi nó cắn gì ơi. Đâu. Ủa số 3 đâu. Ê mẹ. Anh Được. Ủa. Trời có quỷ mũi, sao bên đây có mũi vậy. Có nữa hả chị. Quá tại chị bỏ cái cây hương thảo ra rồi. Nhà chị trồng cây nhiều mà, trồng cây nhiều là phải có mũi, có côn trùng. Trời em tưởng chị đang nói trong game luôn. Mũi chích. Nói ủa sao bà thấy còn con mũi này ghê. Ngoài biển, giữa biển có mũi. Giữa biển có mũi. Thật hết trời. Ôi, chạy. Hướng này, có gì kìa. Kìa, đó. Ôi, mình bơi qua đó được không? Mà bơi em sợ bị bỏ thuyền á, tại thuyền nãy trôi mà. Giờ sao? Sao giờ ta? Ê, chị bơi cho, chị bơi thử nha. Hình như là em thấy là mình có làm mái chèo được nè. Từ từ. Em ở bên thuyền bên đó đi, chị qua bên này thử coi. Nè em chèo được nè, Nani? Cá mập nó cắn chị kìa. Rồi, chị lên rồi. Có gì chờ anh chị? Sao em thấy chìm xuống vậy? Cái gì vậy? Ui sao nó chìm? Cú lừa rồi. Chị Me ơi, chị đâu rồi? Chị đâu với cá mập đây? Để tao bên đâu rồi, tao bên đâu? Hỏi thấy chưa, người đâu của gia đình. Trời ơi. Nè em chèo lại nè. Nguyễn Văn Được. Đó mọi người thấy chưa, mọi người thấy chưa. Hướng dẫn nấu súp 4 củ khoai với lại 4 củ hành. Bây giờ cũng cứ còn có. Nè chị My. Sĩ cũng là con người mà. Chứ là lên trên sân khấu á, mà nói bậy thì không được. Nó là live stream.
mà em cũng không nói gì bậy hết, đó là phát ngôn bình thường thôi. Em không hề nói tục chửi thề. Ồ, tự nhiên cứt là bậy. Cứt đâu có bậy, đúng không mọi người? Nếu mà nói cứt là bậy thì thôi đừng đi ỉa nữa. Nó vừa vào lòng. Nó vừa vào lòng. Cái miệng ra thiệt á, cái miệng em mới vừa với bạn. Nhưng mà cảm thấy cứt bậy. Mang này để em chị ơi. Hay quá. Chết cha rồi, sao nó trôi đi đâu mà không thấy đồ vậy em? Chị Me ơi, chị bật cái buồm lên, nó đi đâu mẹ luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn có muốn xem tiếp những cái tập tiếp theo hay không. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành nha.